chẳng ngẫu nhiên mà người ta cho rằng các mối quan hệ quen qua mạng xã hội không thể lâu bền. Một phần bởi khi lên mạng, người ta thường chọn những gì tốt đẹp nhất, vẽ nên hình tượng bản thân hoàn hảo, đôi khi rời xa thực tế. Cả chuyện ảnh chụp, trải qua bao nhiêu lần chỉnh sửa mới có ảnh đăng lên thì đương nhiên không giống ngoài đời thật rồi. Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện của một cặp đôi quen nhau qua Internet. Anh chàng và cô nàng này ở hai thành phố khác nhau. Sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định tiến tới. Cô gái đi tàu đến thành phố của anh chàng này để gặp mặt bạn trai. Anh chàng chưa biết ngoại hình ra sao nhưng được đánh giá là rất chu đáo. Tất cả được thể hiện trong tin nhắn anh ta nhắc nhở cô bạn gái quen qua mạng. Lúc em đến, em thấy có thể quen anh thì bước đến nói chuyện. Còn nếu em nghĩ không thích anh thì tự tìm khách sạn nghỉ ngơi một ngày rồi đi về. Phí anh sẽ trả cả tiền xe đi về nữa. Cô gái khi đó vẫn đang chìm ngập trong tâm trạng hồi hộp, háo hức với cuộc gặp gỡ sắp diễn ra, có cảm giác kích thích ghê. Bài đăng về câu chuyện trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Những bức ảnh sau đó cho thấy chàng trai chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc gặp này. Anh chàng mặc đồ lịch sự và chuẩn bị một bó hoa hồng to rất đẹp, ôm ở tay và xuất hiện trước điểm hẹn. Đợi mãi, đợi hoài mà cô gái không xuất hiện. Nam thanh niên đặt bó hoa xuống đất, ngồi xổm vì mỏi chân và tay vẫn cầm điện thoại. Cuối cùng, anh ta tuyệt vọng, không thể chờ nổi nữa nên dứt hoa vào thùng rác rồi đi bộ về. Có lẽ, cô gái đã đến và nhìn thấy anh chàng nên quyết tâm không xuất hiện, bỏ đi luôn. Đúng là cái kết quá buồn cho cuộc hẹn đầu tiên. Anh chàng vui vẻ đứng đợi. Bắt đầu thấy thất vọng rồi. Xem xong câu chuyện, nhiều dân mạng tỏ ra khá tội nghiệp anh chàng nhân vật chính. Xem ra, anh coi trọng cuộc gặp này chuẩn bị rất chu đáo cả hoa tươi và để lại những dấu hiệu cho bạn gái dễ nhận diện. Tuy vậy, bởi vì nhan sắc hơi hạn chế nên có lẽ cuối cùng, cô gái đó dù đi đường xa cũng thà trốn còn hơn là được gặp chàng trai trong mơ. Nhớ lại tin nhắn ban đầu, anh bạn này có lẽ đã ý thức được sự thật nên rào trước với cô gái chuyện nếu không thích thì có thể quay lưng đi. Tuy nhiên, khi chuyện đó xảy ra thật sự thì đau lòng quá. Bó hoa trong thùng rác. Thanh niên lầm lũi đi về. Đúng là trong cuộc sống, nhan sắc tốt chính là điều khiến ai đó cũng dễ dàng gây thiện cảm nhiều hơn. Với tình yêu, các cô nàng, anh chàng ra nhìn cũng dễ kiếm được mảnh ghép cuộc đời. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rộng ra rằng, đôi khi, nhan sắc đâu phải là tất cả. Như anh chàng trong câu chuyện này, nhan sắc hạn chế nhưng lại rất chu đáo, tâm lý. Đôi khi, chỉ cần những điều đó đã đủ níu bước một người phụ nữ. Các cô gái à, nếu được thì hãy nhìn sâu hơn vào tâm hồn của các chàng trai nhé. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, những người hiền lành, chu đáo và dịu dàng như thế xứng đáng được cho một cơ hội. Đừng để vẻ bề ngoài là rào chắn ngăn cản sự phát triển của một mối quan hệ. Hẹn hò trên mạng không xấu nhưng nói lại chứ đừng rủi ro cao mà chúng ta cần chấp nhận. Nếu có thể, ngay từ đầu hãy thật thà với nhau. Nếu muốn tiến xa hơn nữa và hiện thực bằng cách gặp mặt ngoài đời thì nên thành thật ngay từ những điều nhỏ nhặt đó. Có thế thì các cuộc gặp gỡ sẽ đỡ bị hụt hẫng và đi đến kết thúc buồn bã.